Đây. Thì là máy BR700. Nó là công nghệ 2MIT 4 thì nhưng mà xăng pha nhớt ha. Có cái nhược điểm là nhiên liệu Việt Nam mình nó nhớt pha với xăng nó không tốt á, nên nó sẽ có hiện tượng là đóng khói, nó nóng á, nó cháy đóng khói này thì lâu ngày nó sẽ bị mất hơi. Lúc lưng đó. Xoáy xoáy một vẹo, ý là để cái nào mình gõ tay xuống nó mồi xuống, mồi cho lấy chớm xuống đã. Rồi rồi mở rút hả, đúng thì mà sẽ rút thì đó vậy ha. Đó, đây là một cái nhược điểm của động cơ 2MIT ở Việt Nam mà ha. Nếu mà sử dụng nhiên liệu chuẩn á thì xăng nhớt pha chuẩn á thì nó tẩy carbon á thì không nói, nhưng mà này là nhớt rồi pha kiểu này là không đói nè. Cái đồ về đáp máy đi ông nội. Nè thì nó này động cơ 2MIT nha. Đây xài xi bắp à. So với Makita á, Makita là người ta thay xăng là nhớt riêng á, thì nó có một cái lá bạc nhớt ở đây nữa nha, thì á, nó sẽ bùn đốt nó sẽ sạch hơn, có nghĩa là nó sẽ đốt xăng không. Còn cái này là 4 thì đại xi bắp nhưng mà đốt là xăng pha nhớt, nên nhớt mà kém chất lượng á là nó sẽ đóng khói rất là nhiều. Đây là các bạn thấy nó đóng khói rất là nhiều, ở đây cũng là một cái nhược điểm của cái dòng này. Ở bên châu Âu họ xài nhiên liệu sạch thì nhiên liệu tiêu chuẩn cao thì nó sẽ không có vấn đề, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái nhiên liệu nó cũng liên quan nhiều ha, thậm chí có cái xăng giả mà báo đài người ta nói đó, xăng giả đó đó. Đây, lấy dao cạo coi lớp dày này dày bao nhiêu cho người ta thấy nè. Đó thì cái động cơ này, máy này người ta xài một thời gian ha, nó sẽ đóng khói rất là nhiều đó. Nếu mà đóng dày như vậy thì cái xi bắp chịu gì nổi. Đây bạn thấy không, không sáng ở đây đó. Rồi xi bắp như vậy thì nó đâu kín được, đây là mình test xi bắp kín bằng cách là đổ xăng vô nha. Rồi đổ xăng vô con, đổ bên cái lửa nè, đổ cái lửa trước ha, để mình biết được cây máy này nó có kín hay không ha. Bằng cách là mình đổ xăng vô cái hỏng đó, rồi mình chén ha. Cái lửa này, cái lửa thì là kính nè, kính nó không có đốt xăng ra ha. Rồi mình thử cái xăng coi, thử cái xăng nha. Tại vì cái này là đó. Đó, bạn thấy nó ướt ướt nào, nó ướt ướt ở trong không? Đó, nó ướt ướt ở trong chứng tỏ là nó không kính nữa nha. Ướt trong là không kính, là xăng đổ vô cái hỏng hút đó nè. Rồi cái xi bắp là nó ướt đỏ, ướt trong là ướt đỏ là không kính đó ha. Thì cái nhược điểm của nó là xăng pha nhớt nên thời gian á, cái bụi than nó đóng rất là nhiều ở đỉnh piston, thậm chí nó thốn piston luôn nha. Các bạn thấy là nhìn trời rõ thấy không, cái cạnh đâu, cạnh đâu đó, nó đóng than bụi rất là nhiều, là do là nó đốt nhớt mà, đốt nhớt. Ví dụ như động cơ 2 thì nó không có xài xi bắp nên cái độ kính của đỉnh với bùn đốt thì nó tuyệt đối hơn, còn 4 thì nó xài xi bắp nên cái khi khói nó đóng thì đó là một nhược điểm của dòng BR700 ha. So với Makita, thằng Makita thì nó sử dụng nhiên liệu là xăng không á, thì nhưng mà xăng không, bùn đốt nó sẽ sạch hơn và nó tuổi thọ của bùn đốt nó sẽ tốt hơn là cái thằng không chê về chất lượng thiết kế, nhưng mà mình nói là do cái hạ tầng nhiên liệu Việt Nam mình nhiên liệu nó không tốt, tiêu chuẩn cao như châu Âu thì nó sẽ dẫn tới cái trường hợp bị hư sớm hơn, hư sớm như thế này đó, có thể trường hợp bị hư sớm như thế này đó. Các bạn thấy nào mà
cái nhớt kém chất lượng nó sẽ đóng một cái lớp cặn bẩn rất là nhiều ở các bộ phận trong chi tiết linh kiện nhỏ như này, nó đóng màu đen này các bạn thấy không, đóng màu đen như vậy thì buồng gen nè đó, đóng màu đen như vậy thì về lâu ngày thì nó sẽ làm nóng lên, làm ma sát nóng bật đèn lên đây, đèn ha, vậy đó. Đèn này thay vì bốn thì Makita thì nó sẽ nuôi buồng dên, nó sẽ nuôi nhớt, nó sẽ nuôi nhớt ở trong buồng dên, và cái nhớt đó mình thay định kỳ thì nó sẽ rất là sạch, nói chung là buồng dên rất là sạch. Nhưng mà cái loại này thì nó là nhiên liệu là nhớt pha nên thời gian khói nó nhiệt độ nó nóng, nó sẽ đóng khói ở đây và nó làm nóng lên, làm nóng lên ở đây đó. Dưới cái tông nè, dưới cái tông nó thì khô đi, nó đóng một lớp khói rất là dày ở dưới cái tông như thế này, và ở cái mặt đạn nó gây lên gây ma sát nhiều, nóng ma sát nóng ha. Gỡ là lãnh bạc, lãnh bạc ướp coi, kiểm tra lãnh bạc đây con, gỡ lãnh bạc bỏ vô. Đó cũng là gọi là cái đó là cái nhược điểm giữa máy thổi BR 700 của Steel sử dụng công nghệ 2 mít ha, 4 mít á, sử dụng công nghệ 4 mít, và cái so sánh với lại cái ưu điểm của thằng Makita thổi Makita 4 thì Makita nha, thì nó sẽ có cái ưu điểm và nhược điểm. Thì theo hẹn á thì máy này sử dụng thời gian cũng không lâu lắm đâu ha, sử dụng đồ đạc nó còn rất là mới. Bạc mà cũng hở đó nè, còn bạc nè. Thì rồi con thấy cái bổi cái tông mới bạc mới là thay đi. Thì ở đây mình theo hãng thì cái động cơ 2 mít 4 thì nó sẽ động cơ 4 thì nó sẽ êm ái hơn, tiếng nổ nó tiếng nổ nó êm hơn so với 2 thì nó không ồn. Nhưng mà cái 2 mít này bên hãng Steel thì nói là nó phù hợp cho cái môi trường công việc là di chuyển máy nhiều, máy nghiêng ngã thường xuyên, thì cái nhiên liệu hỗn hợp này sẽ tưới đều, bôi trơn đều các bộ phận trong máy hơn là cái động cơ mà bẩn nhớt truyền thống, 4 thì bẩn nhớt truyền thống. Ở đây mình có thay cái tông mới ha, tông cũ nó đóng khó nhiều rồi, thay cái tông mới ha. Cái tông này sản xuất ở Mỹ luôn nha, US nè. Đó, thì bên hãng Steel họ nói là bạn thấy là bộ tông này nó sản xuất ở Mỹ ha. Đó, tại vì máy thổi này nó sản xuất ở Mỹ mà. Theo hãng thì nó kêu, họ kêu là cái 2 mít nhiên liệu này khi mà mình nằm ngang cái máy xuống, ví dụ mình cúi lưng xuống, mình đeo lưng mình cúi gầm mình xuống để mình chui qua kẽ hở thì nhiên liệu nó vẫn được bôi trơn đều, có nghĩa là nhớt á, nó sẽ tưới đều. Còn những động cơ truyền thống 4 thì bẩn nhớt thì khi mình nằm sắp xuống, máy nó nằm 90 độ thì nó sẽ làm cho nhớt nó dồn một bên và nó tưới không đều. Đó, thì cái công nghệ này bên hãng người ta phát triển và người ta tận dụng cái ưu điểm đó là như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, những cái công việc như thổi đường, đi thổi đường hoặc là thổi lá cao su, lá cây khô thì thường người ta đi thẳng lưng không à, thẳng đứng không à, không ai mà cúi gầm mình như là chữa cháy ở bên nước ngoài á. Cái này dùng động cơ này bên nước ngoài người ta chữa cháy, người ta cúi người thấp xuống để người ta chui vô những cái chỗ hẹp. Rồi ok, sau đây là mình kết thúc video ha.
bên mình là có phụ tùng chính hãng đầy đủ nha. Các bạn mua hàng thì tùy sở thích của mỗi người thôi, nhưng mà mình chỉ phân tích về ưu điểm nhược điểm của mỗi dòng máy để mình lựa chọn. Bên mình đều có bán hai hãng hết là Makita và Steel ha, về dòng máy thổi. Ok, chào các bạn.